con có thể hiểu được. Tại sao con ra để mình con và Celia ở đây rồi, không phải đâu con. Không phải chuyện đâu ba. Con nói thật lòng đó. Thật sự con rất ngưỡng mộ em và sẽ thôi thương hai em. Không biết là ba không tin. Thì nó xuất phát từ đáy lòng của con mà. Ba không tin thì con thề. Con thề trước mặt em với ba con.